Xin chào anh em, đây là chiếc máy laptop đến từ Acer và các bạn đang xem là bài mẫu hộp đầu tiên tại thị trường Việt Nam chúng ta. Cụ thể thì do Acer mới có một buổi offline về cái sản phẩm laptop của họ Hà Nội, mình có tranh thủ mượn được luôn. Đây là chiếc laptop dành cho game thủ với phân khúc giá là sẽ dưới 20 củ chứ các bạn, mà khi trải nghiệm thì mình thấy rất là khoái. Đây là chiếc Acer Nitro 5 và nó là một cái dòng laptop gaming chuẩn eSports. Về thiết kế bên ngoài là một cái mà mình thấy rất khoái ở chiếc máy này, trông đẹp dã man. Nhất là cái phần bên trên. Bên trên này ban đầu tưởng nó làm từ kim loại, hình ảnh minh họa rồi xem các thứ, nhưng hóa ra sờ vào nó lại là một chiếc máy làm từ nhựa và có họa tiết hoa văn sức phay trông y như kiểu là làm từ kim loại, rất là chất. Và cái phần mà bản lề các bạn thấy đây cũng có cái màu đỏ, có lấm tấm kim tuyến, nhìn sang chảnh vãi. Tư tưởng là một thanh kim loại nên khi mình gõ răng vào thì nó cũng bằng nhựa luôn. Và đây là lý giải tại sao mà nó sẽ có mức giá rất là tốt như vậy. Tuy nhiên, mặc dù làm bằng nhựa nhưng đây vẫn là một chiếc máy có khả năng hoàn thiện rất tốt. Chúng ta có thể dễ dàng mở lên một tay và các bạn thấy là phần bản lề của nó rất là chắc. Nếu mà các bạn có cố tình mà có gì thì cái phần áng lề nó chỉ bị rung ở bên trên. Vì đương nhiên mà, vì cái trọng tâm nó sẽ giữ ở bên dưới. Nhưng nó không hề bị lung lay lắc lư quá nhiều. Và ngay cả khu vực bàn phím, khi mà ấn mạnh về phần trung tâm bàn phím của nó thì cũng rất là tuyệt vời. Nó không hề bị lún xuống nha các bạn, nên yên tâm các bạn có chơi game cáu quá mà thua đập như thế này thì cũng không sao cả. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến cái bên trong quan trọng nhất của một chiếc laptop gaming, đó là phần bàn phím. Tại sao như vậy? Ta chơi game thì ta dùng bàn phím, đặc biệt các bạn eSports chẳng hạn. Họ đã cẩn thận đánh dấu cho các phím như WASD là làm nổi trội hơn rồi, đúng không? Và các cái phím này thì khi gõ cảm giác rất là tốt, đã mềm dã man luôn. Phím rất to vừa phải, chúng ta cảm giác không khác biệt khi mà bạn đang dùng các cái bàn phím máy tính bình thường chuyển sang laptop chúng ta cũng vậy. Phiền hà nhất là mỗi khi dùng laptop là cái phím mũi tên di chuyển bốn hướng ấy thì làm quá nhỏ. Và đối với Acer họ đã xử lý là họ đẩy khu vực chung của nó đặt với phím Shift và cũng như là vị trí phím không làm nhỏ lại để cho cái không gian phím điều hướng của nó sử dụng một cách tốt hơn, và thực sự nó rất là hiệu quả luôn. Và đối với bàn phím này cũng có cái đèn nền màu đỏ để tạo nên một cái phong cách là đậm chất game thủ, có nhiều nét màu đỏ ở đây, như là cái phần trackpad chúng ta cũng vậy, xung quanh sẽ có một đường viền màu đỏ nhưng bằng nhựa thôi, không phải là đèn. Và khi chúng ta di chuyển thì trackpad rất mượt, đã rất là êm. Trackpad này khi chúng ta bấm vào bên trái bên phải của nó thì tùy khu vực ấn, nếu các bạn ấn lên bên trên một chút gần trung tâm thì sẽ không có âm thanh kêu và rất là nhẹ nhàng. Trong khi đó ấn xuống sát cabin mép thì bắt đầu nó sẽ lún xuống sâu hơn. Cái này thì nếu với những người mà đang dùng MacBook như mình thì lại cảm giác quen vì nó là không cần ấn nhiều lực. Nhưng mà với một số bạn đã quen bấm cái kiểu phình phịch rồi mà các bạn ấn sang cái loại này, các bạn thấy nó hơi bị yếu một chút. Ngoài ra thì đối với model này thì việc chơi game thì họ rất là tự tin và giới thiệu trong này có một cái chế độ đó là Dual Fan tản nhiệt siêu mát. Thì với chế độ tản nhiệt này thì nó sẽ còn có cả Dust Defender tự động đảo chiều quạt dưới hệ thống luôn sạch. Thì các bạn có thể vào một cái phần cài đặt riêng của Acer, đây là chế độ Cool Boost, và các bạn thể chỉ việc bật nó lên trong một cái tùy chọn của Acer. Ở đây chiếc máy còn có nghệ âm thanh Dolby Audio nghe rất to, âm bass chép rõ ràng. Đây là cái tập trung của họ vào về trải nghiệm để nghe nhạc hay các xem phim chơi game đều rất là tốt. Ok, về cái này thì chúng ta sẽ còn có các cổng kết nối ở bên trái. Các bạn sẽ thấy là bao gồm một cổng USB Type-C, chúng ta sẽ có HDMI, USB 3.0, đầu đọc thẻ SD và cổng LAN. Trong khi đó ở bên phải thì mọi người sẽ còn có cổng tiếp theo là cổng USB 2.0 này. Chúng ta sẽ có tận hai cái cổng USB 2.0 này và cũng như là cổng nguồn sẽ cắm nghe 3.5. Và trong cái phần cài đặt của cái ứng dụng Acer trong máy cũng sẽ có tính năng là khi các bạn tắt máy vẫn có thể cho sạc ra bên ngoài và thiết lập chúng ta ví dụ như là tầm khoảng 15% hay 30% sẽ không cho sử dụng nguồn để sạc nữa. Đối với chiếc laptop này thì khi chúng ta gặp lại, các bạn sẽ nhìn thấy là ở phía sau của nó cũng có cái hệ thống nhìn rất là đẹp. Mặc dù bên này thì cái thiết kế này không phải là mới vì đã xuất hiện trong các dòng Predator trước đây của Acer rồi. Và bên trái chúng ta thì sẽ là khe hở, và bên phải này thì nó sẽ làm kín hết đó. Nó chỉ làm cho họa tiết hoa văn đồng đều thôi. Mình nghĩ nếu mà làm tất cả thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở bên dưới phần chân đế thì chúng ta sẽ có các cái đế cao su được thiết kế theo ngôn ngữ cũng rất là đẹp bắt mắt, không phải là những cái chấm tròn li ti nữa, và nó dễ dàng có thể tháo ra để nâng cấp về cấu hình. Đây là một cái điểm rất là hay. Thì các bạn sẽ thấy là về cấu hình của sản phẩm này, sẵn chúng ta sẽ có đó là Core i5-7300HQ, Nvidia GTX 1050 2GB. Chúng ta sẽ một cái khe 8GB DDR4. Tại HDD của nó sẽ là 1T, và các bạn sẽ có hỗ trợ khe M2 để các bạn thể cắm được SSD đến tới là 512GB. Và đối với chiếc máy này thì giá bán của nó thì là dưới 20 triệu, vì thế nên nó sẽ không đi kèm với win bản quyền. Nếu bạn biết là nếu mà bán thị trường Việt Nam ta cứ thêm win bản quyền phải thêm tầm khoảng 3 triệu đồng nữa. Vì thế nên các bạn thể về cài thoải mái cái gì thì cài. Về màn hình của nó sẽ là kích thước 15,6 inch, sử dụng công nghệ tấm nền IPS, vì thế là màu sắc khá là tươi. Nó còn là một cái màn chống chói để giúp chúng ta có thể chơi game có một cái ánh sáng từ phòng của mình vào đây, nó sẽ không bị khó chịu. Và cái việc bám lại mồ hôi dấu vân tay thì gần như không có. Màn hình này thì Full HD có độ chi tiết rất là tốt, rõ ràng. Và đối với những cái chiếc laptop gaming như này thì các bạn không thể kỳ vọng là nó sẽ có viền quá siêu mỏng hay là đẹp được.
Và với trong video ngày hôm nay thì mình chỉ mở hộp và chia sẻ nhanh các bạn về cái chiếc máy này như vậy. Hiện tại các cái game cũng trải nghiệm qua thì chơi rất là ok, không thành vấn đề gì hết. Hy vọng trong tương lai mà nó có nhiều máy rồi thì có thể mượn lâu dài để review thêm cho anh em. Nhưng mà với một cái phân khúc mà dưới 20 triệu đối với chiếc laptop gaming này thì mình đánh giá là đáng để mua. Và tất nhiên là đừng có so sánh với mấy cái máy cây mà hôm nọ mình có review cho anh em. Rồi, các bạn còn thấy đừng quên like, share, bè. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.